tiết lộ bí kíp bóc bưởi siêu tốc của các pháp sư Trung Hoa, vừa nhanh vừa dễ, lại sạch hết gân sơ. Tranh thủ mẹ đi chợ, mình bóc luôn hai quả chấm muối tôm cho đỡ háo. Bưởi chọn loại da xanh, năm roi hoặc bưởi túc chiến ráo muối, tép căng. Cách 1 là bóc kiểu truyền thống, khía phần vỏ theo chuyển động tròn của quỹ đạo trái đất, làm thật khéo để không chạm vào lõi quả. Dùng thìa lách nhẹ để tách lấy phần muối bưởi bên trong. Cùi bưởi giữ lại làm mứt, vỏ bưởi gội đầu bao phê luôn. Còn muối bưởi thì tẽ rời, cắt phần cùi trắng ở diềm, rồi lấy tăm gầy sạch hạt dăm và gân sơ. Xong xuôi thì trả lại em như thủa ban đầu, bổ ra thế nào thì giờ xếp lại y thế, tạo hình mặt trời ô mặt trăng chứ không gì. Cách 2 là bóc kiểu hiện đại, không ngại cắt bỏ hai đầu, đến khi lộ phần muối quả, vỏ bưởi có cay đắng thì cũng xin là. Gắt bỏ hết luôn, bổ bưởi làm đôi, khía thêm một đường vào đến tâm quả, rồi dùng tay tách từng muối ra là được. Nó lại quá dễ, cứ làm như mình là xong hết. Đấy, hóng drama bóc phốt làm gì, ở nhà bóc bưởi như mình, mẹ cho mấy chỉ vàng đi lấy chồng luôn.